Chào các đồng chí và các bạn, mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi chuyên mục An ninh Lâm Đồng. Mở đầu chuyên mục hôm nay là những nội dung chính sau đây. Bế giảng lớp thứ nhất học làm chiến sĩ công an. Đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống tội phạm mua bán người và tội phạm tín dụng đen tại huyện Di Linh. Công an thành phố Đà Lạt khởi tố đối tượng đưa vợ con đi du lịch rồi trộm cắp tài sản. Cuối chuyên mục là phóng sự an toàn cho một kỳ thi. Bây giờ mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Sau 7 ngày học tập và rèn luyện, ngày 8 tháng 6, lớp thứ nhất học làm chiến sĩ công an gồm 160 em thiếu nhi trên địa bàn tỉnh tham gia đã bế giảng. Trong khóa học này, các em đã được trang bị các kiến thức về tự vệ, thoát hiểm, cứu hộ, cứu nạn, được tập điều lệnh về đội ngũ, rèn luyện thể lực với các bài thể dục vận động, tập các bài võ thuật, tập nhảy dân vũ, chơi các trò chơi bổ ích và tham gia hành quân dã ngoại. Ngoài ra, các em còn được học những bài học về kỹ năng sống và tính tự lập, khả năng xử lý tình huống, thích ứng môi trường sống khác nhau, rèn luyện ý chí, tính đoàn kết trong một tập thể, vượt qua thử thách, vượt lên chính mình. Kết thúc khóa học, ban tổ chức đã trao giấy chứng nhận cho các chiến sĩ nhí tham gia khóa học. Ngay sau lễ bế giảng lớp thứ nhất học làm chiến sĩ công an, sáng ngày 9 tháng 6, Công an tỉnh và tỉnh đoàn Lâm Đồng đã phối hợp khai giảng lớp thứ hai. Lớp học làm chiến sĩ công an là một trong những hoạt động bổ ích cho các em thiếu nhi trong dịp hè, giúp các em vui chơi lành mạnh, rèn luyện sức khỏe, các kỹ năng để chuẩn bị cho một năm học mới. Trong các ngày từ 29 tháng 5 đến 12 tháng 6, Công an tỉnh đã tổ chức 4 lớp tập huấn nghiệp vụ, pháp luật cho lực lượng bảo vệ dân phố thuộc 12 phường và 4 xã của thành phố Đà Lạt. Trong thời gian tập huấn, các thành viên bảo vệ dân phố đã được đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh truyền đạt những kiến thức cơ bản liên quan đến công tác quản lý, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù về địa phương cư trú, công tác tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người thi hành án ngoài xã hội, công tác nắm tình hình, quản lý hành chính về trật tự xã hội liên quan đến hoạt động của lực lượng bảo vệ dân phố, công tác hòa giải, giải quyết vụ việc về an ninh trật tự và công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật của bảo vệ dân phố. Do là lực lượng gần dân, tiếp cận sớm nhất mọi tình hình vụ việc xảy ra tại cơ sở, nên việc tập huấn nghiệp vụ pháp luật cho các thành viên ban bảo vệ dân phố được Công an tỉnh chú trọng và tổ chức thường xuyên với yêu cầu 100% lực lượng bảo vệ dân phố phải được tập huấn. Đây sẽ là lực lượng đắc lực giúp công an quản lý tốt địa bàn, bảo vệ hiện trường, xử lý nhanh các vụ việc xảy ra tại cơ sở. Trước đó, trong tháng 5 2019, Công an tỉnh đã mở 11 lớp tập huấn nghiệp vụ pháp luật cho lực lượng bảo vệ dân phố tại 11 huyện, thành phố của tỉnh. Hội Phụ nữ Công an tỉnh vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự và Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Di Linh tổ chức đợt tuyên truyền về phòng chống tội phạm mua bán người, phòng chống tội phạm tín dụng đen tại thị trấn Di Linh và xã Bảo Thuận, huyện Di Linh. Tại các buổi tuyên truyền này, đại diện các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đã thông tin đến các hội viên Hội Phụ nữ tình hình hoạt động của tội phạm mua bán người, tội phạm hoạt động tín dụng đen, phương thức, thủ đoạn hoạt động của hai loại tội phạm này. Qua đó, khuyến cáo đến các hội viên cần nâng cao tinh thần cảnh giác, làm tốt vai trò tuyên truyền, vận động các hội viên, người thân tích cực tham gia phòng chống tội phạm mua bán người, tội phạm tín dụng đen, kịp thời thông tin cho lực lượng công an các cấp những vụ việc có dấu hiệu nghi vấn để công tác phòng chống hoạt động tín dụng đen cũng như tội phạm mua bán người có hiệu quả. Hướng tới kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2019. Vừa qua tại huyện Đơn Dương, cụm thi đua số 4 gồm Công an 12 huyện thành phố trong tỉnh đã tổ chức giải bóng chuyền năm 2019. 12 đội bóng đến từ 12 công an huyện thành phố đã tham gia thi đấu nhiệt tình sôi nổi. Kết thúc giải, đội Công an huyện Đơn Dương giành chức vô địch, đội Công an huyện Di Linh giải nhì, Công an huyện Đạ Tẻ giải ba. Đây là giải đấu thường niên của cụm thi đua số 4, nằm trong quy chế hoạt động của cụm, với mục đích tạo sự đoàn kết gắn bó giữa các thành viên trong cụm thi đua, giúp cán bộ chiến sĩ rèn luyện nâng cao sức khỏe để phục vụ công tác và chiến đấu. Giải cũng là cơ hội để Công an Lâm Đồng lựa chọn những vận động viên xuất sắc để tham gia các giải thể thao do tỉnh Lâm Đồng và Bộ Công an tổ chức.
Sáng ngày 10 tháng 6, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt đã tổ chức khen thưởng cho 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào phòng chống tội phạm, gồm Đại úy Phan Nhật Vũ, Phó đội trưởng đội cảnh sát hình sự, Đại úy Nguyễn Anh Thi, cán bộ đội cảnh sát hình sự công an thành phố Đà Lạt, ông Lê Hải Sơn và ông Lê Huy Vũ cùng trú tại phường 4 thành phố Đà Lạt. Trong thời gian vừa qua, đội cảnh sát hình sự công an thành phố Đà Lạt đã khám phá nhiều vụ án như vụ bắt đối tượng thực hiện 9 vụ trộm cắp xe máy liên huyện và đối tượng có 12 tiền án chuyên trộm cắp tài sản. Bên cạnh đó, từ tin báo của quần chúng về một vụ cướp tài sản, các chiến sĩ đội cảnh sát hình sự công an thành phố Đà Lạt đã truy xét nhanh bắt được 4 đối tượng, đồng thời đấu tranh khám phá thêm 6 vụ cướp tài sản mà chúng đã thực hiện trên địa bàn. Hai quần chúng là ông Lê Hải Sơn và ông Lê Huy Vũ đã cảnh giác, theo dõi và phối hợp cùng lực lượng công an bắt một đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy. Qua công tác kiểm tra quản lý nhân hộ khẩu, lúc 8 giờ ngày 11 tháng 6, Công an phường 2 thành phố Đà Lạt đã phát hiện tại khuôn viên phía sau nhà trọ số 5/2 Thông Thiên Học, phường 2 thành phố Đà Lạt có 3 cây cần sa cao trên 1 mét. Bà Nguyễn Thị Giới, sinh năm 1946, là chủ nhà, khai nhận trồng cây cần sa để lấy lá cho gà ăn. Qua vận động, bà Giới đã tự nguyện nhổ bỏ, giao nộp 3 cây cần sa cho công an phường 2 và cam kết không tái phạm. Thực tế cho thấy, trên địa bàn Lâm Đồng hiện vẫn còn nhiều người lén lút trồng cây cần sa với nhiều mục đích khác nhau. Tuy nhiên, cần sa là cây nằm trong danh mục cây gây nghiện. Từ lâu, nhà nước ta đã cấm trồng, tàn trữ, vận chuyển và mua bán. Vì thế, mọi trường hợp vi phạm đều sẽ bị xử lý. Sau gần 7 giờ tìm kiếm, lúc 17 giờ ngày 10 tháng 6, lực lượng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 3 thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh đã vớt được xác nạn nhân bị đuối nước trên sông Đồng Nai thuộc xã Tân Nghĩa, huyện Di Linh. Theo điều tra, sáng cùng ngày, anh Nguyễn Đức Thịnh, 29 tuổi, trú tại xã Tân Nghĩa, huyện Di Linh, sử dụng thuyền để đánh cá trên sông Đồng Nai, đoạn chảy qua xã Tân Nghĩa và không may bị lật thuyền dẫn đến đuối nước. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ khu vực 3 thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy đóng tại thành phố Bảo Lộc đã điều 2 xe cùng 9 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp cùng Công an huyện Di Linh khoanh vùng tìm kiếm. Đến 15 giờ cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã trục vớt được chiếc thuyền gặp nạn và gần 2 giờ đồng hồ sau đó thì vớt được thi thể nạn nhân. Công an thành phố Đà Lạt vừa đưa đối tượng Trần Văn Lâm, 39 tuổi, quê Nam Định, đến hiện trường để dựng lại hiện trường vụ trộm cắp tài sản mà Lâm đã thực hiện trong chuyến du lịch tại thành phố Đà Lạt. Trước đó, vào tối ngày 4 tháng 6, Lâm cùng vợ và hai con từ thành phố Hà Nội đến thành phố Đà Lạt du lịch và lưu trú tại một khách sạn trên đường Nguyễn Chí Thanh. Sáng ngày 5 tháng 6, Lâm thuê xe máy chở vợ con đi tham quan. Đến 16 giờ cùng ngày thì trở về khách sạn. Sau đó, Lâm chạy xe đi đổ xăng. Đến khu vực chợ Cẩm Đô, phường 1, phát hiện xe máy của chị B trú tại phường 9 thành phố Đà Lạt đang dựng bên đường để mua hàng. Lâm đã luồn tay vào cốp xe, lấy được một giỏ sách rồi tẩu thoát. Chạy được một đoạn, Lâm dừng lại kiểm tra, thấy trong giỏ có 56 triệu đồng và một chùm chìa khóa. Lâm lấy tiền, vứt giỏ sách vào thùng rác ven đường, rồi về khách sạn đưa cho vợ 50 triệu đồng, nhưng không nói rõ nguồn gốc số tiền. Số còn lại, Lâm tiêu xài hết trong đêm. Hiện vụ việc đang được Công an thành phố Đà Lạt thụ lý điều tra. Đối tượng Ngô Văn Minh, sinh năm 1995, trú tại huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang, vừa được Công an thành phố Đà Lạt dẫn giải đến hiện trường để xác định các địa điểm gây án. Theo điều tra, khoảng cuối tháng 11 năm 2018 đến đầu tháng 1 năm 2019, Minh từ Bắc Giang vào thành phố Đà Lạt đi du lịch. Do tiêu xài hết tiền nên Minh đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Chỉ trong vòng hơn một tháng, Minh đã thực hiện 6 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố Đà Lạt. Thủ đoạn của Minh là lợi dụng đêm tối, lẻn vào nhà dân qua các cửa thông gió và lấy đi nhiều tài sản có giá trị gần 100 triệu đồng gồm điện thoại, iPad, đồng hồ, dây chuyền, tiền mặt và xe máy. Sau đó đưa về thành phố Hồ Chí Minh bán lấy tiền tiêu xài, rồi trốn về thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, xin vào làm việc tại các công ty để tạo vỏ bọc trốn tránh pháp luật. Điều tra các vụ trộm xảy ra trên địa bàn, ngày 2 tháng 6, Công an thành phố Đà Lạt đã bắt được Minh tại thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.
Công an thành phố Đà Lạt đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Minh 3 tháng để điều tra làm rõ. Đối tượng Trần Văn Hòa, sinh năm 2000, trú tại thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương, vừa bị Công an thành phố Đà Lạt bắt tạm giam để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Ngày 9 tháng 6, Hòa điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 38K1-45795 đến Hồ Tuyền Lâm, phát hiện hai phụ nữ đi xe máy ngược chiều. Hòa quay lại bám theo rồi giật của hai phụ nữ chiếc giỏ sách, bên trong có 1,7 triệu đồng và một số giấy tờ cá nhân. Điều tra mở rộng vụ án, Hòa khai, trước đó vào ngày 17 tháng 5 tại ngã ba đường vào hầm đất sét, Hòa đã giật giỏ sách của hai phụ nữ đi xe máy cùng chiều, lấy được 6,5 triệu đồng, một điện thoại iPhone 6. Toàn bộ tài sản cướp được, Hòa đã mang bán lấy tiền tiêu xài và trả nợ cá nhân. Hiện Công an thành phố Đà Lạt đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa các đồng chí và các bạn, kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia sẽ diễn ra từ ngày 24 tháng 6 đến ngày 27 tháng 6. Đây là kỳ thi quan trọng, quyết định con đường học vấn của nhiều thí sinh. Vì thế, việc đảm bảo cho một kỳ thi an toàn, công bằng và nghiêm túc đã và đang được ngành giáo dục đào tạo và ngành công an triển khai. Ghi nhận sau đây của nhóm phóng viên chuyên mục. Hôm nay, đoàn kiểm tra liên ngành gồm Thanh tra Sở Giáo dục Đào tạo Lâm Đồng, Phòng Nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an thành phố Đà Lạt có buổi kiểm tra cơ sở vật chất chuẩn bị cho kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia tại các trường Trung học Phổ thông trên địa bàn thành phố Đà Lạt. Năm nay, thành phố Đà Lạt có 5 điểm thi với gần 3.000 thí sinh dự thi, nên việc chuẩn bị cơ sở vật chất phải được đặt lên hàng đầu. Không chỉ tại thành phố Đà Lạt, 100% điểm thi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng cũng được đoàn liên ngành kiểm tra, kịp thời phát hiện những hạn chế để khắc phục. Trường Trung học Phổ thông Trần Phú chúng tôi cũng đã chuẩn bị khá kỹ lưỡng về cơ sở vật chất để chuẩn bị cho kỳ thi diễn ra được nghiêm túc và đúng quy chế. Hiện tại thì trường đã bố trí là 32 phòng thi đúng quy cách theo như quy định. Chúng tôi cũng đã bố trí đầy đủ phòng an nghỉ của cán bộ coi thi cũng như là đặc biệt là cái phòng mà quan trọng nhất, đó là cái phòng bảo quản đề thi, bài thi. Với yêu cầu bảo vệ tuyệt đối an toàn cho kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia, ngay từ tháng 4 năm 2019, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch với yêu cầu đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội thời gian trước, trong và sau khi diễn ra kỳ thi, đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế từ khâu nhận, in sao đề thi, vận chuyển đề thi, bài thi và công tác coi thi, chấm thi. Ngoài ra, lực lượng công an còn tổ chức nắm tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, quản lý chặt hoạt động của các loại đối tượng, kịp thời phát hiện ngăn chặn âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, lợi dụng thời điểm tập trung số lượng đông thí sinh, phụ huynh, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn tại các điểm thi, khu vực chấm thi, nơi bảo quản bài thi, giám sát các công tác liên quan như làm phách và chấm thi. Những cái ngày mà diễn ra kỳ thi thì chúng tôi sẽ tập trung 100% quân số. Thứ nhất là đối với 5 cái điểm thi, chúng tôi sẽ bố trí lực lượng giao thông phối hợp với công an các phường là điều tiết giao thông tại các cái điểm thi, không để xảy ra ùn tắc trên cái tuyến khu vực mà diễn ra cái điểm thi. Các cái điểm mà trung tâm như các cái điểm nút giao thông chính, chúng tôi cũng bố trí lực lượng đứng cắm chốt, phân luồng hướng dẫn giao thông, đảm bảo giao thông luôn thông suốt. Quan điểm của chúng tôi là không để cho học sinh, thí sinh chậm trễ khi đến phòng thi do cái ùn tắc giao thông, cũng như đề phòng là xảy ra vụ tai nạn liên quan đến thí sinh. Số liệu cập nhật đến thời điểm hiện tại, 38 điểm thi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã được kiểm tra khắc phục những hạn chế. Những nơi quy định phải gắn camera theo dõi đã được triển khai, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất. Gần 14.000 thí sinh của Lâm Đồng đã sẵn sàng cho một kỳ thi quan trọng. Để phục vụ cho kỳ thi này, tỉnh Lâm Đồng đã huy động trên 1.200 cán bộ của ngành giáo dục và ngành công an tham gia. Ngoài ra, còn có trên 700 cán bộ giáo viên của 4 trường đại học tham gia coi thi, giám sát kỳ thi. Cái kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2019 sắp tới thì điều chúng tôi mong muốn nhất, thứ nhất đó là các em học sinh sẽ chấp hành tốt những cái quy chế, quy định của kỳ thi và
Điều mong mỏi nhất là một kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2019 sẽ diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Với sự chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, tin tưởng Lâm Đồng sẽ tổ chức thành công kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia, đảm bảo an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Chuyên mục An ninh Lâm Đồng đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã luôn dành thời gian quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.